Hùng xin gửi lời chào tới toàn thể các quý anh chị. Em Hùng đang có mặt tại thôn Đường Nhạn, xã Xuân Lộ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Có thông tin lô đất diện tích 90m², mặt tiền 4,5m, với tầm tài chính thì 29 triệu trên 1m. Đây chính là mặt đường trục chính kinh doanh của thôn Đường Nhạn. Ngay phía trước kia, tầm độ 100m chính là cổng chào, là đường liên xã kết nối từ thị trấn Đông Anh xuống tới mặt đê. Đây là mặt trục chính kinh doanh này. Đường này chạy xuống bìa làng, kết nối trực tiếp thẳng vào mặt đê. Đây là các cửa hàng tạp hóa phía trước này, đầy đủ các tiện ích. Đường vào đất thì rộng là ô tô tải tránh. Ở phía cuối đường bên kia cũng là đường trải nhựa và có hồ điều hòa, khá là đẹp. Đây là quỹ đất phân lô. Còn đây là lô đất của dân cắt bán này, lô đất 90m đây. Lô đất hình thửa khá là đẹp, tường bao vừa mới được làm xong. Những lô đất mới được tách thửa này thì tạm thời là chưa có sổ con. Từ sổ to, sổ tổng tách ra thì cũng dao động từ 1 tháng cho tới 3 tháng mới ra được sổ riêng. Giá rất là tốt. Chính là mặt đường đầu làng, view nhà văn hóa, view hồ điều hòa. Ngay phía trước kia chính là đường trục chính liên xã. Vị trí khá là đắc địa. Các anh chị quan tâm tới bất động sản này thì liên hệ cho em Hùng theo số điện thoại 0978 444 393. Ngoài thông tin bất động sản huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn, em Hùng còn có dịch vụ đo đạc, đăng ký biến động đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và hỗ trợ xử lý một số các thủ tục pháp lý liên quan tới bất động sản khác, cũng như có hỗ trợ vay vốn. Các anh chị quan tâm thì bình luận ở bên dưới của video này. Video ngày hôm nay của em xin kết thúc tại đây. Em Hùng xin chào và hẹn gặp lại các quý anh chị ở những video lần sau.